Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh cần câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục quay cần cho mọi người. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ xử lý từng con một cho mọi người dễ nhé. Đây, đầu tiên là một con cây cần nội địa Ibetsu, cái hiệu con cá là hiệu này nè mọi người. Ibetsu. Đây. Cây cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này khoảng 95%. Đấy, rất là đẹp. Bát FX5. Đấy. Đọc. Đọc khá là mảnh. Mềm nha mọi người. Đấy. Phan để mình coi phan ok không. Dàn phan còn ok nha mọi người, dàn phan còn ok. Phan ok. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. Bốn lóng. 5 lóng nha mọi người. Phan còn ok, 5 lóng. Đấy. Cái cần này dài 3,9 m, thu vào 88 cm, đọt là 0,9 ly này, cân nặng 180 g. Cây này cây số 1. Số 1. Cây này 200. Số 1 200 nha mọi người. Tiếp theo số 2 là cái cần nội địa Nhật đây mà. Đây, còn chữ Nhật không thôi. Không thấy chữ tiếng Anh để đọc luôn. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình cái cần này khoảng 90-95% ấy, rất là đẹp. Đây, đọc. Ok. Này, cái cây cần này á, thì đọt hình như nó bị gãy bể cho nên người ta xử lý này. Nhưng mà chắc cái này về mà. Mọi người thay cái đọt đi nhé. Chắc là về thay cái đọt đi. Hoặc là mọi người thích xử lý lại thì tùy nhé. Cái này người ta cũng đã xử lý rồi. Người ta cũng đã nhét cố định một cái ống vào đây rồi. Xong người ta dán lại kỹ rồi. Đấy, thì mình cũng bẻ cho mọi người coi đây. Đây. Nhá. Còn mọi người về ơn thì thay cái đọt đi. Phan thì mình thấy còn ok. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5. 5 lóng tất cả nha mọi người, 5 lóng. Bát Fuji FX6. Cái cần dài 3,7 m, thu vào 92 cm, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 220 g. Cái này cây số 2. Số 2. Cái này bán 180 nghìn. Số 2 180 nghìn. Số 3 cũng mờ mất cái tem hãng rồi. Chất liệu là phíp nha mọi người. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90%. Đây, nó rất là nhỏ nhé. Cái thân nó nhỏ gọn. Này, đọt rất là mảnh nha mọi người. Đấy, kiểu như cao Ikada đấy. Đây, 1 lóng, 2 lóng thôi. Cần này Ikada nha mọi người. Đấy, cao Ikada. Bát FX5. Cần này dài 1,6 m này. Thu vào là 88 cm, đọt là 0,65, cân nặng là 60 g. Cây này cây số 3. Số 3 170 nghìn. Số 3 170 nghìn nha mọi người. Số 4 là một cây cần Daiwa. Daiwa chất liệu phíp. Ngoại hình của cây cần này khoảng 90-95%. Đấy. Đọt mảnh đây nè. Đấy. Đi cà đa cà điếc tay máy phụ gì đây. Đấy. 1 lóng. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3.
tính lại 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5, 6 lóng nha mọi người, 6 lóng. 6 lóng mà này, chỗ này này. Chỗ này cái sợi thép nó bị đứt rồi nha mọi người, sợi thép fan chỗ này nó bị đứt rồi mọi người, về cột lại khác. Có hai chỗ. Đây, chỗ này nữa. Chỗ này nữa, đầu của cái đột thứ hai á, cái ống thứ hai á. Đây. Nhé. Bị hai cái chỗ đấy thôi. Mọi người về cột cái đấy, cột đơn giản mà, phút sợi thép chỗ đấy cột là ok à. Cần này cần số 4. À, cần này dài 4,4 m. À, thu lại 93 cm, đọt là 1 ly, cân nặng là 280 g. Đấy, cần này cần số 4. Đây là bán 200. Số 4 200 nha mọi người. Tiếp theo số 5. Đây, số 5. Ghi tên gì đây? Cũng không biết cái hãng gì nha mọi người. Đây, hàng nội địa Nhật đây mà không mờ bắt đầu không biết là cái hãng gì, toàn chữ Nhật không à. Chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 85-90% nha mọi người. Này, đọt này. Một lóng. 2 3 4 5 5 lóng tất cả mọi người. Phan thì còn nha mọi người, dàn phan còn ok. 5 lóng tất cả. Bass Fuji FX5. Cái cần này dài 3,8 m. Dài 3,8 m. Thu vào 95 cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 140 g. Cái này cây số 5. Số 5 180 nghìn. Số 5 180 nghìn nha mọi người. Tiếp theo số 6 là một cây cần Olympic. Đây, cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này thì khoảng 90%, 90-95%. Đọt cũng khá là mảnh nè. Đấy. 1 2 3 4 lóng nha mọi người, 4 lóng. Phan còn ok. Phan còn ok, mấy cái phan nhỏ này còn ok nha mọi người. Cái cần này dài 3,2 m, thu vào là 89 cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 160 g. 12 11 11 á 11. Một cái số 1 ngày 10, số 1 là số 1 ngày 11. Đấy. Cái cần này, cái cần số 6. Số 6 220 nghìn. Số 6 220 nghìn nha mọi người. Tiếp theo số 7 là một cây cần Tanco. Cây cần này nội địa Nhật nha mọi người. Chất liệu là phíp, ngoại hình của cây cần này khoảng 95%, rất là mới đẹp. Đây, dàn phan còn ok. 1 2 3 4 lóng nha mọi người, 4 lóng. Đây, phan chỉ có cái phan nhựa cuối cùng này nè, phan nhựa cuối cùng này là nó bị nứt như thế này nha mọi người. Cái phan này thì mọi người về dễ thay rồi. Đấy, rút nó ra, gõ nó ra phát là thay thôi. Rất là đơn giản, khỏi phải tháo mấy cái phan đầu kia nhé. Rất là đơn giản cái này. Thay không thì mọi người dán cái nhỏ keo lại chỗ này là cũng cứng à, cũng ok à. Đấy, bát FX6. Cái cần là dài 2,9 m, thu vào là 84 cm, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 120 g. Đây là cây số 7. Số 7 đây là 180 nghìn. Số 7 180 nghìn nha mọi người. Đây,
Tiếp theo, số 8 là một cây cần Ryobi. Ryobi, cần này chất liệu là Fib. Ngoại hình của cây cần này khoảng 95%, rất là đẹp cho người. Bass Fuji FX5 này. Đấy. Đây, cần này á là nó bị gãy cái đầu bu chỗ này nha mọi người, nó bị gãy cái đầu bu ngay chỗ này. Đấy. Gãy cái đầu bu chỗ này, mọi người về cọc cho nó một cái đầu bu ngay chỗ này nha mọi người, cọc cho một cái đầu bu như kiểu này thôi, như nhau à, cọc cho cái đầu bu ngay chỗ này nhá. 1 2. Chứ còn cái cần này thì nó bình thường thôi nha mọi người, gãy một xíu đầu bu chỗ này nó không quan trọng cho lắm, về mọi người tự cọc cái đầu bu của cái cần, thể loại cần này cọc rất là dễ. 1 2 2 3. Nó chỉ có 3 lóng thôi, còn lại dàn phan nó còn ok nha mọi người. Nó mất cái đầu bu thôi, còn dàn phan nó còn ok. 3 lóng. Cái cần này dài 2m8, thu vào là 1m03, độc là 0,7 ly, cân nặng là 140g. Cây này cây số 8. Số 8. 170.000. Số 8 170.000 nha mọi người. Tiếp theo là cái cần số 9. Số 9 là giờ cái tên của cái hãng nè, đây. Đây. Chất liệu là Fib nha mọi người. Ngoại hình của cái cần toàn chữ Nhật không thôi, nên mình chịu không biết hãng gì. Chất liệu là Fib, ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 90%. Đấy, 90, hơn 90%. Này, cái cần này cũng bị gãy một đoạn độc chỗ này, gãy một đoạn độc. Thì giờ mọi người về mọi người cọc ở đây cái đầu bu là được nhé, cọc ở đây một cái đầu bu là được không, không cần nhiều. Đấy, đầu cũng còn rất là mảnh nhé mọi người. Đấy. Ok. 1 lóng. 2 3 4 5. Cái dàn phan còn ok nha mọi người. Cần rất là mới, chỉ có bị gãy một tí cái đoạn đầu bu này thôi. Gãi một tí cái đoạn độc đầu bu này, về mình cột cái đầu bu khác vào đây nhé. Cái cần này dài 4 mét này, thu vào là 87 cm, độc là 1 ly, cân nặng 140g. Cây này cây số 9. Số 9. Cái cần này bán 170.000. Số 9 170.000 nha mọi người. Đây, số 10 tiếp tục là một cái cần hiệu con cá này là hiệu Ebisu đấy. Cần này chất liệu là Fib nha mọi người, ngoại hình cái cần này khoảng 90%. Đấy, chỗ này nó chỉ bị dính keo thôi này, chỗ này nó bị dính keo thôi này. Đấy, về cạo là nó ra nhé. Đây, độc còn ok. Ok nha mọi người. Đấy, để mình coi cái fan có mắc cái nào không. Đây. 3 đoạn nha mọi người, nó có 3 đoạn thôi. Nó có 3 đoạn. Đấy, 3 đoạn này. Nó nhỏ như thế này thôi. Cái cần này dài 2m3, thu vào là 84 cm, đọt của nó là 0,8 ly, cân nặng là 100g. Cây này cây số 10. Số 10 là bán 140.000 nha mọi người. 140.000. Số 10 140.000. Số 11 là một cái cần Shimano nha mọi người. Cần này chất liệu là Fib. Ngoại hình của cái cần này 90% nha mọi người. Đây, Bass Fuji. Đấy, bán phù gì thôi này. Cái đầu bu đây này, như người ta thay cái đầu bu đây này đây nha mọi người. Người ta không biết thay hay là nó nguyên vẹn như của này, mình thấy là lạ đây. Mà chắc là của nó, có khi của nó thật đấy. Đây của nó đây, đầu bu của nó. Đây, rất là cứng nha mọi người. Đúng rồi, cái này đầu bu của nó đó nha mọi người. Nó chỉ có 2 đoạn thế này thôi,
hai đoạn nha mọi người. Cái cần là dài 2m1, thu vào là 1m13, đột của nó là 1,7 ly, cân nặng là 210g nha mọi người. Cái này cây số 10, cái số 11, cái này bán 180.000, 11 180.000 nha mọi người. Tiếp thân rồi, cái cần số 12 nó cũng bị móc mất cái tem hãng gì rồi, chất liệu là phíp nha mọi người. Cái cây này là nội địa Nhật rồi, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90%, đấy 90%. Đấy, đọt của nó thì mình coi xem có mắc cái fan này không. Fan còn ok nha mọi người, nhận fan còn ok. Đấy, chỉ có cái fan cuối này nè, fan cuối này nó bị nứt chỗ này, thì mọi người về dán cái keo lại cho nó kỹ vào nhé, và dán cái keo cho nó giữ cái đá này cho kỹ vào nhé. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng nha mọi người, 4 lóng tất cả. Cần này khá là mới nha mọi người. Đấy, bát FX5. Cái cần này dài 3m2, thu vào 90cm, đột là 0,8 ly, cân nặng là 140g. Cái này cây số 12. Cái này mình bán 190.000. 12 190.000 nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 13. Số 13 là cái cần NFT. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90%. Đây. Bát FX5. FX5 nha mọi người. Đấy. Tại này Ikeda có điếc gì đây. Ồ, cái này là lái ở phía đuôi sau. Đây, cái đọt của nó đây nha mọi người. Ok. Ok. Cái cần này dài 1m7, thu vào là 1m1, đọt của nó là 0,7 ly, cân nặng là 60g nha mọi người. Cái này cây số 13. Cái này bán 180.000. Số 3, 13, 180.000. Đây, cái dàn fan chỗ này coi nè. Fan này còn ok. Dàn fan, 4 cái fan nhựa chỗ này còn ok nha mọi người. Tiếp theo là một cây cần Daiwa. Đây, có bát FX5 này. Cần này thì chỗ này nó mắc một cái, chỗ này như nó mắc một cái vành sắt chỗ này rồi. Đây, đọt của nó đây nha mọi người. Một lóng. Để mình coi xem có mắc cái fan này không. Hai, ba, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng tất cả. Dưới này không biết có mắc một cái fan nào không, nhưng mà dưới cái đoạn cuối cùng này mình không thấy cái fan nào cả nha mọi người. Đấy, mình không thấy cái fan nào cả. Chỗ này thì mắc một cái bọc đầu sắt bảo vệ nữa thôi, không có gì cả. Đấy. Đây, cái cần này dài 3m2, thu vào là 94cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 120g. Cái này cây số 14. Cái này bán 140.000. 14 140.000 nha mọi người. Tiếp theo. Cái cần số 15 cũng tróc mắc tem rồi, không biết hãng gì.
chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 80%. Đấy, đọt của nó đây, đọt của nó như bị gãy một đoạn rồi, bị gãy một đoạn thế này nha mọi người. Đấy, còn chừng này đâu, một lóng, hai, ba, bốn lóng tất cả mọi người, bốn lóng tất cả. Phan thì mấy cái phan còn lại này còn ok. Đấy, mấy cái phan còn lại còn ok nhé. Cần này dài 2m8, thu vào là 86cm, đọt là 1,2 ly, cân nặng là 180g. Đấy, đây này cây số 15. Đây là số 15. Cái này bán 150.000. 150.000 nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 16. Đây, cũng tem nó cũng mờ rồi, không biết cái hãng gì nha mọi người. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 80%. Đấy, bát Fuji FS6. Đây, dàn phan ISO để hư hai cái phan này rồi, hư hai phan đó mọi người. Đấy, cây này thì không có cái phan nào luôn, cọc hình như họ cọc làm câu tay luôn rồi á, cọc làm câu tay luôn rồi, thay cái độc này. Đấy, còn mọi người về ứng xử lý thế nào thì xử lý nhá. Đấy, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng, nhưng người ta thay cái độc đây, thay cái độc người ta bỏ hết phan đi, người ta làm câu tay rồi. Đấy, bốn lóng tất cả. Cái cần này dài 2m4, thu vào là 68cm, đọt là 1 ly, cân nặng là 110g. Cái này cây số 16, 100.000, 16, 100.000 nha mọi người. Tiếp theo, số 17 là một cây cần 4 đoạn, cây cần 4 đoạn nha mọi người. Đây, cái thằng cuối này, mọi người nhìn đây, cái chiều to của nó này, cái cần 4 đoạn, đây, cần này câu lực nha mọi người, đây, dàn phan còn ok, 1 phan, 2 phan, 3 phan, 4 phan, 4 phan và một cái đầu bu nha mọi người, 4 phan và một cái đầu bu, mình thấy, mình nhìn đây là còn ok hết, đấy, còn đây còn ok hết. Chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp. Cái này thì cái cần này là của thằng Daiwa nha mọi người, hiệu Daiwa. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85-90%. Đấy, đọt của nó này khá là cứng cáp nha mọi người. Đấy, dàn bát vặn này, bát vặn kim loại này rất là chắc chắn. Rồi, cái cần này dài 4m8, thu vào là 1m2, đọt của nó là 4,1 ly nha mọi người, 4,1 ly, cân nặng là 1,1 kg, cân nặng 1,1 kg. Đấy, cũng hay, ngoại hình còn rất là đẹp nha mọi người. Cái cần này cần số 17, 320.000, 17, 320.000 nha mọi người. Số 18. Số 18 cũng là một cây cần to, cần là kiểu câu lục ấy. Chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này khoảng cỡ 80%. Đây, 80%. Đây, dàn đầu bu này, đầu bu này. Và phan, phan thì có tất cả 5 cái phan, có tất cả 5 cái phan. Đây, phan là phan chính của nó này. Người ta thay ba cái phan này rồi. Đấy, thay ba cái phan ở cái phần đọt nha mọi người. Thay ba cái phan ở phần đọt, 5 phan và một đầu bu thì người ta thay ba cái phan ở phần đọt. Nhưng mà mình thấy rất là ok mọi người. Phan ngon này. Đấy, thay phan tốt luôn á. Đây, còn phan cũ của nó là phan kim loại này đây. Đấy mọi người. Đấy,
Nói chung là cột và lại dàn phang đầu nhưng mà phang ok. Đấy, bát thì bát vặn này. Cái cần này dài 4m1, thu vào là 1m43. Đọt của nó là 4,2 ly, cân nặng là 860 g. Cây này cây số 18. 18. Cây này bán 280.000. 280.000 nha mọi người. Số 19 là một cây cần của thằng NFT. Cần số 19 là cây cần của thằng NFT. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này khoảng cỡ 90%. Đây, có mấy cái chỗ nhựa chỗ này nó bị đứt xíu thôi, không có sao cả nhé. Về mọi người dán keo lại thôi, chứ chỗ này thì mang tính thẩm mỹ thì cũng không có gì lắm. Đây, đầu của nó đây, dàn phang còn ok nha mọi người. Dàn phang của nó còn ok hết. Nó có tất cả là bao nhiêu cái phang này? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cái phang ok nha mọi người. Và còn đầu bu. Đấy, là toàn bộ phang còn ok và đầu bu còn ok luôn. Đấy, nó là 4 đoạn. Đây, 4 đoạn như thế này đây. Ghép vào được một cái cần. Đây, cái cần này dài 5m4 này, thu vào 1m5 này. Đọt của nó là 2,5 ly. Cân nặng á là 1 kg 260 g. 1 kg 260 g. Đây, cây cần này số 19. Số 19 nha mọi người. Số 19. Cây cần này bán 350.000. Số 19 350.000. Tiếp theo, cây cần số 20. Số 20 là một cây cần của hiệu gì đây? Cũng không thấy tên nào. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85% nha mọi người. Cái cần này thì có 1 phang, 2 phang, 3 phang. 3 phang và một đầu bu. Nhưng mà một cái phang ở gần đầu bu nhất thì nó bị hư rồi nha mọi người. Một cái phang ở gần đầu bu nhất thì nó bị hư rồi. Mọi người về xử nhá. Đấy. Đây. Đọt rất là cứng cáp nha. Đấy. Cái phang cuối cùng là phang động này. Đấy. Rồi. Bát vặn nha mọi người. Đang hơi bị cứng. Đang hơi bị cứng một tí. Mọi người về gõ gõ sơ quanh đây này, cái nhỏ xíu nhất là mình vặn là đi thôi. Đấy. Nha. Đây, cái cần này dài 3m9, thu vào là 1m35, đột là 3,4 ly. Cân nặng là 880 g. Cây này cây số 20. 20. Cây này mình bán 180.000. 180.000 nha mọi người. Đây, tiếp theo. Cây cần số 21. Số 21. Đây. Cần này chất liệu là phíp, cái tem hãng của nó thì cũng mất rồi. Ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 80%. Đây, 1 phang, 2 phang, 3 phang, 4 phang. Cần này có 4 phang và một đầu bu. Thì 3 phang còn ok, còn một cái phang gần đầu bu nhất cũng hư rồi. Cần một cái phang gần đầu bu nhất cũng hư. Đó, nó chỉ bị một cái khuyết điểm như thế nha mọi người. Đây, chỗ này sơn hơi bị tróc. Đây. Rồi, dàn bát vặn nha mọi người. Ok. Đấy. Uống cái độc cho mọi người xem. Đấy. Đó là cứng cáp nha mọi người. Cái cần này dài 3m9, thu vào là 1m37, đột là 3,6 ly, cân nặng là 740 g. Cái này cây số 21. 21 180.000. 21 180.000.
Tiếp theo, cây số 22. Số 22 là một cái cần của cái hãng gì đây, không biết toàn chữ Nhật không, nội địa Nhật đây. Chất liệu là Fib. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80% nha mọi người. Nó có một fan, hai fan, ba fan. Nó có ba fan và một đầu bu. Thì đầu bu bị mắc đá rồi, đầu bu mắc đá về thay đầu bu. Và cái fan động chỗ này nó cũng bị hư rồi. Đấy, nó còn hai cái fan trung gian ở giữa này thì ok. Đấy, bát Fuji FX7. Đấy mọi người, cái cần này ba đoạn nha mọi người. Cần này ba đoạn. Rồi. Dài 3m6, thu vào là 1m25, đọt là 3,6 ly, cân nặng là 620 g. Cái cần này số 22. 22. Cái cần này bán 120.000. 120.000 nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng là 0786 555599, mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Hàng độ cao thì mình sẽ ship code, đơn hàng từ 200 ngàn trở lên thì mình sẽ ship nha mọi người. Và một lưu ý quan trọng là mà video nào mình cũng nói đó là trước khi mọi người nhận hàng á, mọi người phải kiểm tra hàng thật kỹ. Đó, mở hàng ra kiểm tra hàng thật kỹ xem có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì đó so với trên video, hoặc do vận chuyển, quá trình vận chuyển như thế này thế kia, mọi người alo cho mình để xử lý ngay nha mọi người. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp đã nhận hàng ra, hàng rồi mới mở ra báo cho mình là bị này bị kia nhé. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.